Chương trình một lần nữa xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Lưu Sài Gòn TV trong chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Nếu mà Julie nói thì quý vị sẽ không tin là tại vì hai bác sĩ mới ngồi xuống trời chưa được đầy 5 phút trước khi chúng ta vào chương trình. Tuần nào mà giờ của hai bác sĩ Julie cũng bị tàu hỏa nhập ma vì không biết là bao giờ hai bác sĩ tới. Tuy nhiên có mặt hai bác sĩ ở đây, cảm ơn hai bác sĩ rất là nhiều. Và đề tài ngày hôm nay của chúng ta xin Julie có yêu cầu hai vị bác sĩ là về, tại vì tháng 11 là cái tháng mà hội y khoa khuyến khích chúng ta nên chú trọng vào cái vấn đề về cái bệnh rỗng xương là osteoporosis. Hai bác sĩ mới tới, thành ra Julie đã nói cái đề tài rồi, thì giờ now your turn. Osteoporosis. Anh hơn đàn bà nhiều hơn đàn ông. Well, I thought đàn ông cũng bị luôn chứ. Đàn ông cũng bị. Cũng bị mà nhưng nhiều hơn đàn ông. Là lý do tại vì sao? Mỗi một đàn bà có kinh nguyệt hoặc là đàn bà không phải có kinh sinh đẻ rồi hoặc là có estrogen. Okay. Well, I guess maybe mình phải giải thích osteoporosis trước. Đúng rồi. Nó nhiều đủ thứ. I mean, xương, osteopenia, osteoporosis. Okay. Maybe you can lead us. let's start with osteoporosis là gì? Osteo là xương, porosis là porous, có nghĩa là cái xương của mình nó bị xốp, nó bị rỗng. Thì khi mình bị rỗng xương thì tại sao bị rỗng xương? Thật sự ra đó, nếu chúng ta biết là trong cái đời sống của chúng ta, cũng cái cơ thể của chúng ta luôn luôn nó có hai cái tiến trình, một cái tiến trình là tạo xương, một tiến trình là thủy xương. Đó là lý do mà nó giúp cho cái cơ thể của chúng ta, nó lúc cái xương của chúng ta lúc nào nó cũng được tốt. Lúc mà mình còn nhỏ, từ lúc mà mới sinh ra cho đến lúc khoảng chừng 25-30 tuổi, thì lúc đó, đó là lúc mà cái tiến trình tạo xương nó nhanh hơn là tiến trình hủy xương. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy những em nhỏ đó, cái xương nó càng lúc càng dài, cái xương càng lúc càng lớn. Và đến khoảng chừng 18 đến 25 tuổi, lúc đó là người ta gọi là cái peak bone mass, có nghĩa là lúc đó cái xương chúng ta dày nhất, chúng ta tốt nhất. Ở cái thời điểm đó là cái xương lúc đó là cái tiến trình tạo xương nó nhiều hơn là cái tinh hủy xương, và nó làm xương chúng ta dày lên, mặc dù nó không dài nữa nhưng mà nó dày lên. Đến sau khoảng từ 30-35 tuổi sắp lên thì lúc đó là cái tiến trình hủy xương nó vẫn tiếp tục xảy ra mà nó hơi nhanh hơn một chút xíu, trong đó tiến trình tạo xương thì nó chậm lại. Đó là lý do từ từ sau đến tuổi 35 trở đi thì dù muốn dù không thì chúng ta sẽ bị mất xương từ từ. Đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy. Thì cứ trung bình, người ta tính xác suất trung bình là cứ khoảng chừng mỗi một năm sau cái tuổi 30-35 trở đi thì chúng ta mất khoảng chừng 0.1 cho đến 0.2% của cái xương của chúng ta. Cũng là nhiều đấy chứ. Nhưng mà cái người phụ nữ thì lúc trước khi tách kinh thì người phụ nữ có cái chất estrogen. Estrogen nó bảo vệ cho đỡ bị rỗng xương. Nó nhưng mà khi mà cái chất estrogen mất đi, tức là lúc tách kinh, thì lúc đó nó không còn cái gì để bảo vệ, thì lúc đó người phụ nữ sẽ bị mất xương nhanh hơn. Người ta ước tính là có thể lên tới 5%, từ 2-5% mỗi một năm. Thì cái 5 năm đầu tiên mà phụ nữ mới tách kinh là 5 năm mất xương nhiều nhất. Đó là một trong những lý do tại sao mà nhiều bác sĩ lúc mà những người phụ nữ vừa tách kinh xong, bác sĩ là cho bệnh nhân đi đo rỗng xương để mà coi thử là bệnh nhân này đã bị rỗng xương chưa hoặc là có nguy cơ bị rỗng xương hay không, thì lúc đó bác sĩ bắt đầu tiến trình chữa trị cho người bệnh nhân. Khi mà bác sĩ đề cập tới cái vấn đề là khi là người phụ nữ bị tắc kinh thì cái nguy cơ để mà bị rỗng xương nó cao. Cái sự khác biệt giữa hai người phụ nữ, một người là tắt kinh theo đúng tuổi, còn một người là vì lý do bị bệnh hay vì lý do vấn đề phụ nữ thì họ phải bỏ buồng trứng đi giữa cái tuổi nhỏ, tuổi còn trẻ, chẳng hạn là 50 tuổi chẳng hạn vậy, thì cái estrogen trong cơ thể nó cũng có cái bị thay đổi, đúng không ạ? Thay đổi. So bác sĩ Vượng nói đó là cái estrogen cho một người phụ nữ, cái estrogen là một phần thôi. Và nếu mà mình nói về rỗng xương đó là nó nhiều lý do nó dồn lại. Cái tuổi của mình là một.
cái gender nghĩa là đàn ông so với đàn bà là hai. Cái phần cũng như là đời sống của mình uống rượu, mình hút thuốc, cái đó nó cũng dồn luôn, nó là ba. Exercise hay là không exercise, một người ngồi coi TV tối ngày, một người exercise bình thường, mà ngược lại exercise quá nhiều nó cũng có thể là ảnh hưởng xương, so nó cũng có một phần là vừa phải thôi. So nếu mình bỏ đó qua một bên hết, mình chỉ nói về cái estrogen thôi đó, thì chị Julie hỏi là nó phân biệt ra có hai cách để mình mất cái chất estrogen đó. Một là mãn kinh, hai là mình cắt cái buồng trứng. Thì quý thính giả sẽ quay giải thích là cái chất estrogen là một cái chất hormone nó tạo ra từ cái buồng trứng. Nó đi trong đường máu, đúng, cái trứng rụng đi cho đường máu đến cái xương của mình. Cái chất đó nó cũng như nó hợp tác hay là nó với cái tế bào của cái xương, sau nó giúp nhau để cho nó tạo ra thêm xương. So nếu mình mất cái estrogen đó thì cái xương nó không có thể nào mà tiếp tục tạo ra. Thì từ từ giống bác sĩ Vượng sơ qua nói đó là mình giữ cái estrogen đó thì nó tiếp tục tạo ra xương, mà tới một cái tuổi đó bắt đầu nó sẽ mất xương đi. So mình, hai cái dồn lại thì nó sẽ mất nhanh hơn. So bởi vì lý do đó một người đàn bà đó tới mức mãn kinh đó thì cái xương nó giảm đi là có thể lên tới 4-5% lại. Nào, nếu mà một người phụ nữ đó là tự nhiên bị bệnh gì đi, cũng như là ta phải cắt cái buồng trứng, okay, cái đó có thể nó ảnh hưởng nhanh hơn. Wow. Okay. Tại vì nhớ là cái mãn kinh là nó đi từ từ, từ bước. So cái estrogen không phải là tự nhiên, nó có 10 rồi nó giảm đi tới 1. Cái này đi 10, 9, 8, 7, từ từ đó. So một người đó là tới cái tuổi mà tự nhiên mãn kinh á, cái người đó cái xương đó so với một người mà 30 tuổi mà có bị bú mà phải cắt bỏ hai cái buồng trứng mà mãn kinh mất estrogen do lý do đó, cái người 30 tuổi là cái người này sẽ bị osteoporosis sớm hơn nhiều. Nên cái người này là lọt vô một cái nhóm bệnh nhân cần chụp hình xương sớm hơn là cái nhóm bệnh nhân bình thường. Phải nói thì là nếu mà không hỏi thì chắc là đa số chúng ta cũng sẽ không bao giờ để ý tới cái vấn đề sự khác biệt giữa cái người mà đã mãn kinh tự nhiên và một cái người phải cắt bỏ buồng trứng. Xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.